Kim Cang Giảng Ký Tập 220 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Xin mời mở bản kinh ra Trang 254 Trang 254 Hàng thứ 8 hàng thứ tám bắt đầu từ đoạn thứ mười của chú giải phật thuyết nhất cứu pháp bao hàm vô lượng nghĩa khả tác chủng chủng giải cố vị chi viên âm hữu thuyết viên nhân thuyết pháp vô pháp bất viên tà nhân ngộ chánh pháp chánh pháp diệt thành tà sở dĩ đại thừa kinh trung giáo đạo học nhân dĩ thân cận thiện tri thức vi yếu đồ dĩ khai chánh tri kiến vi căn bản chúng ta lấy đoạn này xem như là kết luận của kinh văn kinh kim cang nói đến cuối cùng là càng ngày càng quan trọng càng ngày càng đặc sắc nghĩa lý rất sâu cũng rất khó thể hội nhưng mà nó quả thật là cương lĩnh chỉ đạo cho tất cả pháp hành tu hành của phật pháp đại thừa bất kể tu học tông phái nào bất luận tu học pháp môn nào nếu như có thể nắm bắt được cái nguyên lý nguyên tắc này có thể nói đều sẽ có thành tựu đều có thể khai ngộ đều có thể chứng quả nghĩa kinh sâu rộng vô hạn chúng ta lần này tuy đã dùng thời gian tương đối dài nhưng trên thực tế ý có thể nói ra được thật sự chỉ là một giọt nước nhỏ ở trong biển lớn mà thôi tuy là một giọt nước ở trong biển lớn nếu như chúng ta thật sự thể hội được rồi Có thể nói ở trong một đời Thọ dụng vô cùng Kết luận của đoạn sau cùng này Phật nói một câu Pháp Bao hàm vô lượng nghĩa Không chỉ là ở Kinh Kim Cang Mà toàn bộ tất cả kinh luận từng câu từng chữ đều là hàm chứa vô lượng nghĩa cái cách nói này có chân thật không chúng ta có thể tin có thể tiếp nhận không nếu như hơi có một chút thông đạt đối với phật lý thì không còn hoài nghi nguyên nhân gì vậy bởi vì từng câu từng chữ mà Phật nói là lưu xuất ra từ trong chân tâm bổn tánh. Chân tâm bổn tánh là không có bờ mé. Cho nên những gì lưu xuất ra từ đây thì ý nghĩa là không có cùng tận. Cái mà người thế gian chúng ta nói ra viết ra cái ý nghĩa đó có cùng tận tại vì sao là có cùng tận vậy ngôn ngữ văn tự của người thế gian là lưu xuất ra từ trong tâm ý thức cái ý thức này chính là phân biệt chấp trước cái lưu xuất ra từ trong tư duy tưởng tượng phân biệt chấp trước nó có giới hạn tư duy có giới hạn ngôn thuyết có giới hạn phân biệt chấp trước càng có giới hạn hơn có giới hạn nên ý nghĩa của nó có cùng tận chân tâm bổn tánh không có phân biệt không có chấp trước nó không có giới hạn cho nên ngôn ngữ văn tự lưu xuất ra từ trong tâm tánh thì không có giới hạn là không có cùng tận rồi tâm tánh trong kinh đại thừa nói rất nhiều ở trong chú sớ của cổ nhân cũng nói rất nhiều giống như lời trong đàn kinh nói xưa nay không một vật tâm tánh xưa nay không một vật ngôn ngữ văn tự lưu xuất ra từ trong tâm tánh đương nhiên cũng không một vật đây là đạo lý nhất định đã không một vật thì tự nhiên sẽ không có ý nghĩa giống như trong kinh bát nhã phật nói bát nhã vô tri đây là thật nhưng mà nó khởi tác dụng thế là vô sợ bất tri Bát nhã vô tri là nói căn bản trí. Là tâm tánh. Vô sở bất tri là nói tác dụng của nó. Vô sở bất tri chính là vô lượng nghĩa. Bởi vì nó không có ý cho nên mới biến thành vô lượng nghĩa là có thể biến thành đủ cách hiểu. Nếu như là có ý thì ý nghĩa đó đã chết rồi là một ý nghĩa, không thể có loại giải thích thứ hai. Đây là chúng ta cần phải đem cái nguyên lý nguyên tắc này làm rõ ra. Cho nên kinh Phật không có ý nghĩa. Ở trong lúc ứng dụng thì ý nghĩa sẽ không có cùng tận. Có thể hiểu theo đủ cách. Loại cách nói này liền gọi nó là viên âm. Viên là viên mãn không có mảy may thiếu sót chính bởi vì cái sự thật nó là như vậy chúng ta lấy kinh kim cang làm thí dụ bộ kinh này chúng ta hiện nay chọn cái bản này là do đại sư Cư Ma La Thập phiên dịch Đại sư La Thập đến Trung Quốc Cùng cái thời đại đó Cùng thời đại với Đại sư Huệ Diễn Sơ Tổ Tịnh Tông chúng ta Là đến Trung Quốc thời Đông Tấn Cái thời đại đó xuất hiện rất nhiều nhân vật Ở trong cửa Phật còn có một vị Đại Đức Pháp Sư Đạo An cũng là người của thời đại đó Trong lịch sử Đào Quyên Minh là người rất nổi tiếng Mọi người đều biết Tạ Linh Dận cũng là người cùng thời đại này Cách hiện tại của chúng ta Đại khái khoảng chừng 1.700 năm Ở trong thời gian rất dài như vậy Người làm chú giải cho Kinh Kim Cang Rất nhiều, có đến mấy trăm nhà Chúng ta thông thường nghe nói 500 nhà chú giải Kinh Kim Cang Trên thực tế là còn hơn cái con số này mỗi người chú đều khác nhau nếu như chú dạy của tôi giống của người khác thì cái này không có giá trị lưu thông cũng không có ý nghĩa gì mỗi người chú khác nhau tức là mỗi người giảng khác nhau có thể thấy nó quả thật là có thể hiểu theo đủ cách Tuy mấy trăm nhà này chú giải đều khác nhau Nhưng đều không có chú sai Những lời nói ra đều có đạo lý Đều không có giảng sai Đây chính là hiển thị ra Kinh điển là vô lượng nghĩa Sự khó khăn của việc tu học Phật Pháp Cũng ở chỗ này Vô lượng nghĩa Chúng ta nên lấy cái nghĩa nào đây Đây là đối với người sơ học mà nói Phật Pháp xem trọng Khế cơ, khế lý Lý là vô ý vô tri cơ căn cơ của tất cả chúng sanh vô lượng vô biên cho nên cái giáo nghĩa này là vô lượng vô biên bản thân chúng ta là căn cơ gì vậy bản thân chúng ta ở trong cái kinh này nên lấy loại giáo nghĩa nào mới có thể được lợi ích chân thật Mấu chốt thành bại Của việc tu học Là ở chỗ này Tự mình nhất định phải biết căn tánh của mình Cái gọi là tự biết mình là sáng Đây là điểm rất quan trọng Con người quý ở chỗ tự biết mình Ta là căng tánh như thế nào Trình độ ra làm sao Hiện nay cách thức sống của ta Hoàn cảnh sống của ta Đều cần phải suy nghĩ ở trong đó Lựa chọn kinh điển Lựa chọn pháp môn Lựa chọn chú giải Nhất định phải tương ưng Giới trình độ Thói quen đời sống căn tánh của mình Như vậy khi học Sẽ rất tự tại Sẽ rất vui vẻ Mới có thể được thọ dụng Chúng ta từ trong đủ dạng Chú giải khác nhau Của Đại Đức Xưa Nếu như quan sát thật kỹ là có thể nhìn thấy đủ dạng căn tánh khác nhau của chúng sanh nếu không thì đâu có nhiều chú giải như vậy đâu có nhiều cách giảng như vậy chứ rõ ràng đã thấy được thời đại lớn trong đó sự biến đổi rõ rệt thí dụ đông tấn cái thời đại đó cùng với những người thời đại tùy đường này cách nghĩ cách nhìn của họ chúng ta ngày nay gọi là hình thái ý thức khác nhau cách thức sống cũng khác nhau chúng ta xem thấy chúng ta xem thấy chú giải cái thời đông tấn nam bắc triều đó cùng với chú giải của tùy đường ý nghĩa là không như nhau các đại đức xưa giảng kinh là giảng cho người đương thời nghe là dạy cho người đương thời nên tu học như thế nào làm thế nào đạt được lợi ích chân thật của phật pháp đây mới gọi là lợi ích chúng sanh tự hành hóa tha vì thế mỗi một thời đại họ có cách giảng của thời đại đó mỗi một thời đại họ có cách lý giải của thời đại đó nên thọ dụng đạt được của tu học là đủ dạng khác nhau lời phật nói có thể nói từng câu từng chữ là nguyên lý nguyên tắc cái nguyên lý nguyên tắc này quả thật là vượt qua thời không vượt qua thời gian ba ngàn năm trước Người đọc bản kinh này Nghe kinh Kim Cang được lợi ích Có thể khai ngộ Có thể chứng quả Ba ngàn năm sau Ngày nay chúng ta đọc bản kinh này Cũng được lợi ích Cũng có thể khai ngộ Cũng có thể chứng quả Đây là không giả Các vị nghe liên tục từ trước đến nay Tôi nói cái lời này Các bạn sẽ đồng ý Sẽ có tính tâm chúng ta ngày nay tại vì sao không khai ngộ tại vì sao không chứng quả vậy lỗi lầm là ở bên phía này của chính ta ở trong cái kinh điển này không có lỗi lầm chúng ta chưa có lý giải thấu triệt chưa có y giáo phụng hành nếu như chân lý giải thấu triệt y giáo phụng hành thì đâu có lý nào không khai ngộ chứ quả báo mà kinh kim cang nói chính là trong kinh hoa nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ không phải quả dị thông thường lề tứ tướng lề tứ kiến chính là pháp thân Bồ Tát ở trong tông môn nói minh tâm kiến tánh chính là cái cấp bậc này đây gọi là viên âm là âm thanh viên mãn viên nhân thuyết pháp vô pháp bất viên cái này ở trong cửa phật có thể nói rất nhiều đồng tu đều nghe nói qua đều nghe thấy cái cách nói này bồ tát căn tánh viên giáo Đại đức căn tánh viên giáo Chúng ta gọi họ là viên nhân Người căn tánh viên giáo Họ viên ở chỗ nào vậy? Tại vì sao chúng ta không viên? cái vấn đề này nếu như lúc bình thường nêu ra thật sự là rất khó thể hội ở kinh kim cang cái đoạn kinh văn này nêu ra thì không khó lý giải rồi cái ý nghĩa này phía trước nói qua quá nhiều người này đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không có phân biệt không có chấp trước không có vọng tưởng họ là viên kiến giải tri kiến của họ là viên không những kiến giải tri kiến viên rồi mà thói quen đời sống của họ cũng viên Không có gì là không viên mãn Đây gọi là viên nhân Tại vì sao chúng ta không viên vậy? Chúng ta có phân biệt Có chấp trước Có vọng tưởng Cho nên là không viên Liệt khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước liền viên ngay chỉ có người viên đối với những nghĩa kinh đại thừa thậm thâm này họ mới có thể thông đạt sáng tỏ bởi vì phật là viên âm thuyết pháp họ có thể thông đạt sáng tỏ Nếu như Vẫn còn sen tạp vọng tưởng Phân biệt chấp trước Thì nghĩa chân thật Ở trong loại kinh luận viên giáo này Họ sẽ không có cách gì Mà thể hội được Phật Pháp Không chỉ nói là Hoàng Dương Giảng Kinh Thuyết Pháp Ngay cả đến tu hành Đây đều là mấu chốt Vì thế Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta sự tu học Phật Pháp Phải bắt đầu từ đâu vậy? Phải bắt đầu từ đoạn phiền não Tứ Hoàng Thệ Nguyện Đã chỉ ra cho chúng ta Con đường rõ ràng Trước tiên khuyên bạn phát tâm Kinh Kim Cang cũng không thể lìa khỏi cái nguyên tắc này nếu như các vị quan sát thật kỹ Toàn bộ tất cả kinh giáo đại thừa Đều nằm ở trong cái cấu trúc này của nó Nhất định không có đi ngược Kinh Kim Cang vừa mở đầu liền nói Người thiện nam, người thiện nữ Phát tâm A Nậu Đo La Tam Miệu Tam Bồ Đề Điều đầu tiên là dạy bạn phát tâm Đây là tâm gì vậy? chúng sanh vô biên thệ nguyện độ tâm là phát rồi đã phát tâm bồ đề rồi muốn phổ độ tất cả chúng sanh bắt đầu làm từ đâu vậy bắt đầu làm từ phá bốn tướng phá bốn tướng là gì vậy phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Tại vì sao phải đoạn phiền não Phải phá bốn tướng vậy Thành tựu căn tánh viên đốn của bạn Bốn tướng vừa phá Thì tri kiến của bạn liền viên ngay Giáo nghĩa nhất thừa thâm sâu Mà Phật nói Bạn mới có thể thể hội Mới có thể lãnh hội Phát tâm dường như là dễ dàng nhưng đoạn phiền não thì lại khó rồi vọng tưởng phân biệt chấp trước biết là cần phải buông xả mà vẫn cứ không thể buông xả nhưng mà phải biết không thể buông xả giờ rồi mới nói không những ở trên pháp hình có chướng ngại mà trên pháp giải cũng có chướng ngại ý nghĩa của kinh giáo bạn không thấy ra được người xưa giảng giải thấu triệt đi nữa minh bạch đi nữa bạn cũng nghe không hiểu bạn cũng vẫn không được thọ dụng nguyên nhân do đâu vậy phiền não chưa đoạn bạn chưa có thật sự buông xả được mấu chốt là ở chỗ này bốn tướng bốn kiến phá rồi sau đó học pháp môn bằng xem pháp môn vô lượng thể nguyện học là xếp ở giai đoạn thứ ba lỗi lầm mà chúng ta hiện nay phạm là phiền não chưa đoạn đã học pháp môn kết quả là gì vậy kết quả là câu dưới đây tà nhân ngộ chánh pháp chánh pháp diệt thành tà Sao gọi là tà nhân vậy? Người chưa có đoạn phiền não chính là người tà Cái này bản thân chúng ta phải thừa nhận Chúng ta hiện nay vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nhiều Chúng ta là người gì vậy? Chúng ta là người tà Trong kệ khai kinh nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Ai có thể hiểu nghĩa chân thật của như lai vậy? Viên nhân Người tà là không thể hiểu nghĩa chân thật của như lai điều này rất quan trọng rất quan trọng kinh kim cang chúng ta lần này nghiên cứu thảo luận là chọn bản giảng nghĩa của cư sĩ giang dị nông cái bản này của chúng ta là trích lục từ giảng nghĩa là không có hoàn toàn dựa theo giảng nghĩa để giảng hoàn toàn dựa vào giảng nghĩa để giảng thì thời gian quá dài chúng tôi trước đây đã từng ở đài bắc đây là rất nhiều năm về trước rồi chọn bản giảng nghĩa của cư sĩ giang dị nông giảng qua một lần rồi giảng bốn năm mới giảng được một nửa giảng nghĩa của ông tổng cộng năm quyển giảng đến quyển thứ năm chính là nửa bộ trước của kinh kim cang nửa bộ sau chưa có giảng xong nếu giảng tiếp nữa thì chí ít cũng phải bốn năm thời gian quá dài cho nên lần này chúng ta lựa chọn tinh hoa của ông trích lục giảng nghĩa chưa đến một phần mười chúng ta lần này giảng như vậy gần như cũng đã dùng thời gian năm tháng rồi đây là một lần hai giờ đồng hồ Hình như đã hơn một trăm lần rồi Kinh Không thể không giảng kỹ Không giảng kinh Chúng ta rất khó thể hội Giảng kỹ mới có thể được thọ dụng Nhưng mà Nhất định phải biết Đoạn phiền não quan trọng Công phu chân thật là ở chỗ này Phần trước Đặc biệt là trung tâm Mà mấy lần gần đây nhất nói Không ngoài nhìn thấu Buông xả Tà nhân ngộ chánh pháp Chánh pháp diệt thành tà Chúng ta có thể dùng hai câu nói của Đại sư Thanh Lương để chứng minh. Thanh Lương ở trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Giải thích Đề Kinh của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Có hai câu nói Nghe nói hữu giải vô hành Tăng trưởng tà kiến hành là gì vậy hành là đoạn phiền não phiền não chưa có đoạn đã học pháp môn cái kết quả đó là tăng trưởng tà kiến thế thì chẳng phải chánh pháp cũng thành tà sao một câu khác nữa là tương phản với câu này có hành mà không giải nhưng mà các vị phải nhớ kỹ cái hành này là pháp môn đại tiểu thừa thông thường chứ không phải là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ thì khác, không thể tính vào trong đây, đó là pháp môn đặc biệt. Có hành mà không giải, tăng trưởng vô minh. Đây chính là chứng tỏ tu học Phật pháp cần phải giải hành tương ưng giải hành tương ưng pháp hành và pháp giải là bổ trợ lẫn nhau mới có thể được lợi ích nếu nói đến có hành không có giải mà có thể thành tựu thì ngoài các pháp môn niệm phật tịnh tông này ra không thể tìm được cái pháp môn thứ hai nào khác cho nên tịnh độ tông được xưng là pháp môn đặc biệt bạn không giải cũng không sao chỉ cần thật thà niệm mấu chốt của thành bại là ở thật thà sở dĩ đại thừa kinh trung giáo đạo học nhân dĩ thân cận thiền tri thức vi yếu đồ Yếu đầu dùng cách nói hiện nay để nói là điều kiện quan trọng nhất Nhất định phải gần gũi thiện tri thức Hay nói cách khác Nhất định phải gần gũi Người có tu, có chứng Ở hiện nay thời kỳ mạng Pháp Người chứng quả Đã không thể nhìn thấy rồi mất đắc dĩ mà cầu cái tiếp đó là nhất định phải tìm người có tu hành chân thật tu học theo họ vì mới không bị sai tiêu chuẩn của thiền tri thức cái câu sau cùng này chúng ta có thể làm một cái chuẩn tắc đó chính là khai chánh tri kiến sao gọi là thiện tri thức vậy tri kiến của họ thuần chánh cũng có thể giúp chúng ta khai chánh tri chánh kiến tiêu chuẩn như vậy mới có thể gọi họ là thiện tri thức Chánh tri kiến, tiêu chuẩn của chánh Nhất định phải tương ưng với kinh điển Kinh điển là Cái căn cứ quan trọng nhất Nếu như những gì mà họ nói Họ vậy Trái ngược lại với phương pháp, lý luận Ở trong kinh điển thì chúng ta không nên tiếp nhận. Là không nên học theo họ. Đây là thứ nhất. Thứ hai, tuy cái mà họ căn cứ quả thật là kinh điển của Phật Pháp. Cái này trong Đại Tạng Kinh có. Cách giải thích của họ Có sai lệch với nghĩa kinh Không tương ưng Chúng ta cũng không nên học theo họ Đó chính là phần trước nói Tài nhân ngộ chánh pháp Chánh pháp diệt thành tà Đây là không phải thiện tri thức Thứ ba Cái mà họ căn cứ là Chánh pháp Là kinh điển của Phật giảng cũng không sai nhưng không tương ưng với căn tánh của bản thân chúng ta chúng ta cũng không nên học theo họ cái kinh đó không sai ý nghĩa cũng không sai phương pháp lý luận đều chính xác nhưng ta không làm được suy nghĩ ở trong đời này tu học cái pháp môn đó không có hy vọng vậy thì cũng không nên học theo họ cho nên gần gũi một vị thiện tri thức đây là tương đối không dễ dàng người xưa thường nói cái sự việc này có thể gặp chứ không thể mong cầu nhưng mà phật tổ sư đại đức đều là chỉ dạy chúng ta như vậy nhất định phải gần gũi thiện tri thức thiện tri thức lại có thể gặp chứ không thể mong cầu Vậy thì sao bây giờ chúng ta còn hy vọng gì được chứ ở trong loại tình trạng này có thể nói đây là tình trạng của tuyệt đại đa số mọi người chúng ta chỉ có một con đường có thể lựa chọn là tìm người xưa người ngày nay thiền trí thức chúng ta không thể tìm thấy thì tìm người xưa tìm người xưa làm thiện tri thức Làm người thầy hướng dẫn Điển hình quá khứ thì rất nhiều Ở Trung Quốc của chúng ta Người đầu tiên Lấy người xưa làm thiện tri thức Là mạnh tử Đây là người của Nho Gia Mạnh tử tìm ai làm thầy vậy Tìm khổng lão phu tử Nhưng mà khổng lão phu tử Trên lúc đó qua đời rồi không còn sống nữa trước tác của phu tử còn lưu truyền ở thế gian ông chỉ chuyên môn đọc sách của khổng lão phu tử đọc không hiểu có nghi vấn thì thỉnh giáo học trò của khổng tử thỉnh giáo đệ tử của ngài chuyên học khổng tử ông học thành rồi Thành tựu còn cao hơn cái đệ tử Của khổng lão phu tử Chúng ta hỏi vì sao ông có thành tựu vậy Tại vì sao học trò Khi đích thân phu tử hướng dẫn Mà không bằng mệnh tử Cái đạo lý này rất đơn giản Mệnh phu tử làm thật Khổng tử dạy ông Làm thế nào thì ông thật làm Học trò của khổng lão phu tử Tuy trải qua đích thân ngày hướng dẫn nhưng họ không làm họ không chịu chăm chỉ học tập vì thì không bằng mệnh tử là thật làm bằng học kinh kim cang tôi ở phần trước đã nói qua với các vị rồi Không những chúng ta cần đuổi kịp người xưa Chúng ta cần phải vượt qua đại đức xưa Bạn phải có cái chí khí này Làm thế nào mới có thể vượt qua vậy? Thật làm Thật làm sẽ vượt qua Dùng lý luận phương pháp trong Kinh Kim Cang nói chăm chỉ mà làm. Đây gọi là tu hành chứng quả. Tu hành chứng quả là ngay trong một đời này viên mãn. Tu hành chứng quả là ngay trong đời sống thường ngày của bản thân chúng ta. Những gì trong kinh Kim Cang nói không có gì khác, chính là đời sống thường ngày những gì mà Thích Ca Mâu Ni Phật Vừa mở đầu biểu diễn Đắp y mang bát vào đại thành xá dễ khất thực Đây là đời sống thường ngày Nội dung mà toàn bộ Kinh Kim Cang nói Chính là đời sống trên quả địa như lai Nếu như bạn học được rồi Bạn liền thành Phật ngay Đời sống của bạn sống là đời sống gì vậy? Đời sống của Thích Ca Mâu Ni Phật Đời sống của tất cả chư Phật như lai Đây gọi là chứng quả chúng ta mỗi ngày mặc áo phật cũng mặc áo chúng ta mỗi ngày ăn cơm phật cũng ăn cơm đời sống thường ngày bình thường nhất điểm khác nhau giữa phật với chúng ta là chỗ nào vậy chúng ta đầy đủ bốn tướng bốn kiến phật là không có bốn tướng bốn kiến khác nhau là ở chỗ này Lìa khỏi bốn tướng bốn kiếm Thì chân tướng của vũ trụ nhân sanh phơi bày Bạn hoàn toàn sáng tỏ Một chút cũng không mê hoặc Loại đời sống này chính là đời sống của Phật Bồ Tát Đời sống của Phật Bồ Tát tràn đầy chân thiện mỹ huệ Đời sống của họ thật sự là tốt đẹp Là không có khác gì Với cực lạc Mà thế giới tiên phương cực lạc Đã nói Cho nên đời sống của Phật Bồ Tát sống là cực lạc Đời sống của chúng ta sống là cực khổ Đời sống giống nhau Chúng ta không biết chuyển đổi Trong kinh này Chính là đem cái đạo lý Phương pháp này dạy cho chúng ta Làm thế nào để chuyển đổi Đời sống vừa chuyển biến Cảnh giới liền chuyển đổi ngay Từ phàm phu chuyển đổi thành Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát là do con người tạo ra Không phải do trời sanh Đây là nói gần gũi thiện tri thức Vô cùng quan trọng Ở trong cửa Phật chúng ta Người lấy cổ đức làm thầy thành tựu rõ rệt nhất là ngẫu ích đại sư đây là tổ sư của tịnh độ tông chúng ta chúng ta đều rất hiểu rõ di đà yếu giải chính là do ngài viết ngẫu ích đại sư học phật cũng là không tìm được thiền tri thức cuối cùng ngài tìm đại sư liên trì Đại sư Liên Trì vào lúc đó đã giảng sanh rồi Nhưng mà trước tác của Đại sư còn lưu lại Hiện nay Đại sư Liên Trì toàn tập Chúng ta cũng rất dễ dàng tìm thấy Chuyên đọc sách của Đại sư Liên Trì Dựa theo sự chỉ dạy của Đại sư mà làm Thật làm làm nghiêm túc Cho nên Ngài thành công rồi Ngài có thể trở thành Tổ sư đời thứ nhất của tình tâm Có thành tựu thù thắng như vậy Là do gần gũi một vị thầy Điểm này là vô cùng Vô cùng quan trọng Quảng học Đa văn lời nói này không sai nhưng tuyệt đối không phải nói đối với người sơ học người sơ học nếu như đi cái con đường này là hỏng ngay cho nên đại sư thanh lương nói tăng trưởng tà kiến lời nói này nói một chút cũng không quá người sơ học chưa có định công chưa có trí huệ chưa có năng lực miễn biệt tà chánh thị phi nghe một người thuyết pháp họ đi theo một đường nghe hai người thuyết pháp họ liền loạn ngay họ sẽ có hai cách nghĩ nghe ba người thuyết pháp họ sẽ có ba cách nghĩ nghe nhiều nữa thì trong cái đầu óc của họ sẽ rối tung rối như tương thế thì hết cứu rồi đây là điểm chúng ta không thể không biết ngày nay cái thế giới này đạo tràng nhiều người tu học nhiều tại vì sao một người thành tựu cũng không nhìn thấy vậy sai là sai ở chỗ này cho nên đạo tràng hiện nay khác với đạo tràng thời xưa của Trung Quốc Nếu như các vị khảo sát thật kỹ xem Đạo tràng ngày xưa của Trung Quốc Nó có đạo phong Phong cách học tập Một cái đạo tràng Bất kể người tu học Bao nhiêu Nhiều cũng tốt, ít cũng tốt Quyết định là một pháp môn quyết định là căn cứ một cái lý luận cho nên nó có tông phái người có tông hiền thủ nhất định là nương theo kinh hoa nghiêm không được nương theo những kinh điển khác quyết định là tu quán pháp giới cho nên cái mà họ học họ tu là thâm nhập một môn họ có thể thành tựu người ưa thích học hoa nghiêm thì đến nhà họ hoa nghiêm là đại học chuyên khoa người ưa thích tu pháp hoa mà không được đến họ sẽ giới thiệu bạn đến núi thiên thai cái nơi đó là tông pháp hoa chúng ta có thể nhìn thấy ở trong ngữ lục của người xưa tổ sư tiếp xúc người học sau khi nói chuyện xong liền chỉ bảo họ duyên có anh không phải ở chỗ tôi anh hãy đi đến nơi đó giới thiệu cho họ đi họ đi quả nhiên là năm ba năm thì thành tựu cái này chúng ta ở trong ngữ lục thấy rất nhiều nguyên nhân do đâu sự hứng thú của bạn sự yêu thích của bạn không tương ưng với môn này của tôi Tôi biết những vị Pháp sư nào tu học cái Pháp môn này Giới thiệu cho bạn quá đó Cho nên Có thành tựu Ngày nay chúng ta không thể thành tựu Chính là ở trong đầu tràng Đều là món thập cẩm Thức ăn dọn ra là một mâm đầy Mà cái gì cũng không phải Họ làm sao có thể thành tựu chứ Chúng ta bị thiệt thòi là ở chỗ này gần đây chúng tôi nhìn thấy ở đài loan chỉ có liên xã đài trung lý lão sư chủ trì đạo tràng này pháp môn tịnh độ thâm nhập một môn toàn thế giới cao tăng đại đức bất kỳ nơi nào đến đài trung lý lão sư chiêu đãi mời họ ăn cơm tuyệt đối không mời họ giảng khai thị giảng kinh thì đương nhiên càng không cần phải bàn rồi vì sao vậy? Sự pháp môn mà bạn học khác nhau Khi bạn giảng ở nơi đây, đây Khiến cho tính tâm của tính chúng của tôi ở đây Học mấy chục năm tịnh tông Bị phá hoại rồi Thế thì nguy to Bảo vệ đại chúng chúng ta Thầy có trách nhiệm Cho nên có thể gặp gỡ đại chúng Mọi người đảnh lễ với bạn Cúng dường đến bạn Tuyệt đối không mời bạn giảng khai thị chúng tôi gần đây nhiều nơi như vậy chỉ nhìn thấy được một cái đào tràng như thế này yêu thương thính chúng bảo vệ tín đồ đây là thiện tri thức chân thật nếu như nghe nói bạn là đại đức tịnh tông bạn cả đời tự mình niệm phật hoằng dương tịnh tông thì lý lão sư sẽ mời bạn giảng khai thị vì sao vậy đến để chứng minh cho các đồng tu thấy cái con đường này không sai đại đức vào thời xưa đều hiểu rõ cái đạo lý này đều biết được tầm quan trọng của dạy học Diễn thâm trong phép lịch sự Phải biết Tự hạ mình tán thán người khác Cái này chúng ta ở trong 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm Nhìn thấy Đây là phép lịch sự giao tiếp trong cửa Phật Tôi trước đây giảng Kinh tại Hồng Kông pháp sư thánh nhất của đại dữ sơn đến nghe qua mấy lần đây là một vị thiền tri thức tôi năm đó là giảng kinh lăng nghiêm giáo nghĩa của kinh lăng nghiêm thiền tông tìm hiểu rất nhiều pháp sư thánh nhất là người tham thiền cái đạo tràng đó của sư là đạo tràng thiền tông chân tu Đạo tràng thiền tông thông thường Nhìn thấy bản hiệu tự biếu là thiền tự Nhưng bên trong đó không có người tham thiền Bên trong đó có sư Mỗi ngày có hơn 40 người Đang ngồi thiền ở trong thiền đường Vô cùng hiếm có Là một vị Pháp Sư giỏi đạo tràng tốt chân thật khi ngài nghe tôi giảng lăng nghiêm nghe qua mấy lần khuyên bảo tín đồ của ngài đương nhiên đều là những tín đồ tại gia ở hồng kông khuyên bảo họ nghe tôi giảng kinh tôi giảng kinh đã nhiều năm như vậy pháp sư khuyên tín đồ của ngài đến nghe tôi giảng kinh chỉ có một người như vậy những pháp sư khác nghe thấy đều khuyên tín đồ của họ đừng đi pháp sư từng không giảng kinh cũng không có gì hay đâu cũng là nói năng lung tung không nên đi pháp sư thánh nhất khuyên tín đồ của ngài đến nghe tôi giảng kinh tín đồ của ngài đến nói với tôi là do sư phụ họ giới thiệu đến nghe tôi giảng kinh rất hiếm có tôi vô cùng tôn trọng đối với pháp sư thánh nhất có một lần Ngài mời tôi đến Đại Dữ Sơn để tham quan Đi xem qua đạo tràng đó của Ngài Sau khi chiêu đãi tôi xong Mời tôi vào trong thiền đường giảng cai thị Tôi không thể giảng pháp môn niệm Phật Người ta tham thiền mấy mươi năm rồi Tôi nói tham thiền có khuyết điểm gì Niệm Phật thì hay Thế thì chẳng phải đã là phá hoại hết của người ta rồi sao Tôi vào trong thiền đường Tôi chọn một đoạn ở trong lục tổ đàn kinh Giảng khai thị với họ Tán tháng Pháp Sư Thánh Nhất Tán tháng Đạo Tràng Tán tháng Đồng Tu của họ Tán tháng Pháp Môn của họ Vì là đúng rồi Cần phải đem những gì Mà mình đã tu, đã học Thấy đều xếp qua một bên Thành tựu đạo tràng của họ Làm chứng minh cho thầy của họ Các bạn đi con đường này là tốt Đồng tu bên đó của họ Đến hỏi riêng tôi Pháp sư thiền đã hay như vậy Tại vì sao thầy không tham thiền Mà chạy đi niệm Phật vậy Tôi liền trả lời họ căn cơ của tôi không bằng các anh Các anh là thượng thượng căn Tôi là hạ hạ căn Đây là phép lịch sự của Trung Quốc chúng ta Từ xưa đến nay Giữa Pháp Sư với Pháp Sư Đạo Tràng với Đạo Tràng Cái này phải biết Cái gọi là Thà làm động nước ngàn sông Chứ không làm động tâm người tu đạo Người ta đã tu hành nhiều năm như vậy Đáng được tán tháng Pháp môn bình đẳng không có cao thấp Chỉ cần thâm nhập một môn Đều có thành tựu Vậy thì phải biết phép lịch sự này Tôi ở Singapore Pháp sư Diễn Bồi rất quen biết tôi Có một lần cũng là mời tôi đến đậu tràng của Ngài yêu cầu tôi giảng khai thị cho tín đồ của ngài pháp sư diễn bồi là người cận đại tu học pháp tướng duy thức rất có tâm đắc pháp môn ngày tu là tịnh độ di lặc tương lai hy vọng sanh vào đội diện đâu suốt Ngày mời tôi giảng khai thị tôi đành phải tuyển chọn năm mươi ba tham sau cùng của kinh hoa nghiêm cái đoạn thiện tại đồng tử tham vấn bồ tát di lặc để tán thán họ khích lệ tín đồ của đạo tràng họ Phải tuân thủ Lời hướng dẫn của Pháp Sư diễn Bội Thâm nhập một môn Vì mới có thể thành tựu Tôi quyết định không thể tán thán Tịnh độ di đà hay Thế thì ra cái gì nữa Đó là quá đổi sai lầm rồi Đây là phép lịch sự trong nhà Phật Trước đây Lý Lão Sư truyền dạy cho tôi chỉ dạy cho tôi Đến cái đạo tràng nào Người ta là tu pháp môn gì Thì nhất định phải tán tháng Nhất định phải thành tựu Khiến cho tín đồ đồng tu này của họ Vô cùng có niềm tin với sư phụ của mình Người khác cũng tán thán sư phụ của chúng ta Cũng tán tháng pháp môn mà chúng ta tu học Làm tăng trưởng tính tâm của họ làm tăng trưởng nguyện tâm của họ Vậy là không làm trái với Phật Pháp Nhất định là không được phép tự mình Tán tháng mình Đi chê bai người khác Thế là sai lầm rồi Cái đó gọi là gì? Đó chính là phá quả hợp tâm Phá hoại Phật Pháp Đây là sai lầm cho nên đạo tràng vào thời xưa mỗi một đạo tràng đều có phong cách học tập đạo phong của họ phong cách học tập đạo phong của cái đạo tràng này cùng với đạo tràng kia quyết định khác nhau thí dụ hai cái đều là đạo tràng niệm phật đều là căn cứ theo kinh di đà hai nơi niệm phật quyết định là không giống nhau Cái đạo tràng này căn cứ Kinh A-di-đà Căn cứ theo sớ sao của đại sư Liên Trì Cái đạo tràng kia là căn cứ Kinh A-di-đà Yếu giải của ngẫu ích đại sư Hai cái giảng giải là có chỗ không khớp Đại đồng tiểu dị không hoàn toàn giống nhau Hai cái đạo tràng niệm Phật có thể cũng không giống nhau Ở nơi này tốc độ niệm Phật có thể tương đối chậm một chút Nơi kia có thể niệm nhanh một chút Khác nhau Hai bên không thể hợp chung lại được Hợp chung lại người niệm quen Người niệm chậm Bỗng nhiên niệm nhanh Họ sẽ không quen Họ sanh phiền não rồi Người niệm nhanh Bằng bảo họ thấp một chút Kéo chậm lại họ cũng không quen Mỗi một đạo tràng Phong cách học tập Và đạo phong khác nhau Đó gọi là đạo trạng Nhưng mà hiện nay Chúng ta không thể tìm thấy rồi Nên phải mỗi người học theo mỗi cách cho nên nếu muốn thành tựu Thì thâm nhập một môn Ngoài thâm nhập một môn ra Không có phương pháp thứ hai nào khác Cho nên tám dạng bốn ngàn pháp môn Môn nào cũng đều cùng một cái nguyên lý Cùng một cái nguyên tắc Chính là thâm nhập một môn Cái này chính là chánh tri, chánh kiến Lời trong Kinh Kim Cang nói hay vô cùng một không phải một cố định nhiều không phải nhiều cố định chánh không phải chánh cố định tà cũng không phải tà cố định không có pháp cố định để nói nhưng mà quyết định phải khế cơ khế lý thì sẽ có thành tựu cho nên pháp môn vô lượng vô biên Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Ước ngã kiến minh ly diệt ly Cái nghĩa kinh này càng ngày Càng sâu rồi Tu Bồ Đề nhược nhân ngôn Phật thuyết ngã kiến Nhân kiến chúng sanh kiến Thọ giả kiến Tu Bồ Đề ư ý dân hà Thị nhân giải ngã sở thuyết nghĩa phủ Thế tôn Thị nhân bất giải như lai sở thuyết nghĩa Văn tự trong Kinh Kim Cang Xem ra Đều không khó Không có chữ lạ gì đều biết hết nhưng mà ý nghĩa của nó không dễ hiểu khắp nơi chúng ta nhìn thấy cái kinh văn này phật cùng với tôn giả của bồ đề một bên hỏi một bên đáp không hiểu hai người họ nói là ý nghĩa gì không biết nói gì ý nghĩa thật sự là rất sâu đọc những chú giải này rồi hơi thể hội được một chút ít bạn càng nghĩ sâu vào bên trong sẽ càng phát hiện sự sâu rộng của nó không thể nghĩ bạn chúng ta xem chú giải thử tiết kinh nghĩa cực thâm đương tri khai kinh dĩ lai lũ ngôn ngã nhân tứ tướng bất khả hữu Khủng phàm phu nhân Phật như thị Phản phục thân thuyết Tội chấp vi ngã kiến đẳng Chân thật thị hữu Thử kiến hoành ngạnh ư tâm Chánh thị ngã kiến Khởi phi phản gia kỳ phọc gia chiều sâu của nghĩa kinh sâu ở chỗ nào vậy chúng ta không thể thấy ra được chúng ta cũng không cách gì thể hội cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật